Do tranh dữ dội, hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển căn cứ Nga. WSJ: Ông Tập và ông Putin có thể sắp gặp nhau ở Uzbekistan. Thủy phi cơ đặc biệt của Nga bảo vệ bán đảo Crimea. Chuyên gia cơ quan thực thi pháp luật của Campuchia bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm nhập nghiêm trọng. Ứng dụng TikTok trên iOS có thể lấy cắp mật khẩu tài khoản ngân hàng. Cuba gửi hàng trăm bác sĩ tới Ý dân nơm nớp lo sợ khi sống trong nhà nứt toác cạnh metro ngầm nhồn ga Hà Nội. Xét xử đại án Bình Dương, cựu bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị đề nghị 9 đến 10 năm tù. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày 20 tháng 8 của DKN TV. giao tranh dữ dội, hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển căn cứ nga. Theo Reuters, tối 19 tháng 6, nga đã đưa tin về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của ukraine một ngày sau khi các vụ nổ xảy ra gần căn cứ quân sự tại một số khu vực do nga quản lý ở ukraine cũng như chính nga. Các diễn biến mới nhất xảy ra sau vụ nổ lớn vào tuần trước tại một căn cứ không quân của nga ở crimea. Trong một đánh giá mới, một quan chức phương tây nói rằng vụ việc đã khiến một nửa lực lượng hàng không hải quân biển đen của nga bị vô hiệu hóa. Các hãng thông tấn RIA và TASS của Nga dẫn lời một quan chức địa phương ở Crimea cho biết lực lượng phòng không Nga đã tiến hành giao tranh gần cảng Yevpatoria phía tây Crimea vào tối 19 tháng 8. Video do một trang web của Nga đăng tải cho thấy một tên lửa đất đối không đang bắn trúng mục tiêu. Reuters đã không thể ngay lập tức xác nhận tính xác thực của video. TASS dẫn lời một quan chức địa phương cho biết lực lượng phòng không Nga đã hạn cục 6 máy bay không người lái của Ukraine được cử đến tấn công thị trấn Novokorkovka phía đông thành phố Kherson. Theo Ukraine, việc chiếm lại Kherson là một trong những ưu tiên chính của họ. Ngoài ra, một quan chức ở Crimea tuyên bố lực lượng phòng thủ tại đây đã bắn rơi một số lượng không xác định máy bay không người lái tại thành phố Sevastopol. Ông Seri Klan, một thành viên của Hội đồng khu vực Kherson bị giải tán bởi lực lượng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã chiêu đãi người Nga một buổi tối kỳ diệu. Vào đêm trước, nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở Crimea, bao gồm gần Sevastopol, trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga, cũng như tại Kerch gần một cây cầu lớn tới Nga. Bên trong nước Nga, hai ngôi làng đã được sơ tán sau vụ nổ tại một bãi chứa đạn ở tỉnh Belgorod, cách lãnh thổ do lực lượng Ukraine kiểm soát hơn 100 km. Kyiv đã từ chối bình luận chính thức về các sự cố ở Crimea hoặc bên trong nước Nga. Hôm 19 tháng 8, một quan chức phương Tây chỉ ra rằng một số vụ là do Ukraine tấn công, đồng thời nói rằng Kyiv đã liên tục đang đạt được những thành tựu sâu trong phòng tuyến của Moscow. Vụ nổ lớn ngày 9 tháng 8 tại căn cứ không quân Saki của Nga trên bờ biển Crimea đã khiến hơn một nửa số máy bay chiến đấu của hạm đội biển đen bị vô hiệu hóa. Quan chức này cho biết đây sẽ là một trong những cuộc tấn công tốn kém nhất của cuộc chiến. Nga phủ nhận việc máy bay bị hư hại, mặc dù các bức ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 8 máy bay chiến đấu bị cháy. Moscow đã cách chức người đứng đầu hạm đội Biển Đen trong tuần này. Ukraine hy vọng khả năng tấn công các mục tiêu của Nga ở phía sau chiến tuyến có thể lật ngược tình thế trong cuộc xung đột, làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của Moscow. Một quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng khoảng một nửa số vụ ở Crimea là do Kyiv tấn công dưới hình thức nào đó và một nửa là tai nạn do hoạt động kém hiệu quả của Nga. Quan chức giấu tên cho biết Ukraine đã hy vọng các cuộc tấn công của họ sẽ có tác động lớn hơn trong việc giảm sức mạnh pháo binh của Nga. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại rằng Moscow đang dần thích nghi. Wall Street Journal, ông Tập và ông Putin có thể sắp gặp nhau ở Uzbekistan. Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin có thể sẽ gặp nhau tại một hội nghị thượng đỉnh ở Uzbekistan vào tháng 9 tới. Theo Wall Street Journal, Trung Quốc đang tiến hành công tác chuẩn bị cho chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Samarkand tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, vào ngày 15 tháng 9 tới. Văn phòng của ông Tập cho biết nhà lãnh đạo có thể đích thân tham dự hội nghị này, theo báo cáo. Ngoài gặp gỡ song phương, ông Putin theo dự kiến, ông Tập cũng có thể tổ chức gặp mặt lãnh đạo Pakistan, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, các quan chức cho rằng kế hoạch của ông Tập vẫn có thể bị thay đổi và ông sẽ chỉ tham dự trực tuyến. Ông Tập không rời Trung Quốc kể từ tháng 1 năm 2020. SEO không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên, trong khi TASS hồi tháng 6 đưa tin ông Putin có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh SEO. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 18 tháng 8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 18 tháng 8 xác nhận hai nhà lãnh đạo có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Bali vào cuối năm nay. Sự hiện diện của ông Tập và ông Putin tại cuộc họp sẽ tạo ra thế đối đầu với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây sẽ là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo này kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Không chỉ vậy, nếu ông Putin tham dự, đây cũng sẽ là lần đối mặt đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Nga với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi xung đột nổ ra, vì ông Zelensky cũng dự kiến đến Bali. Hội nghị thượng đỉnh tại Samarkand và Bali sẽ tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo thảo luận trực tiếp trong thời điểm căng thẳng giữa các cường quốc lên cao, đặc biệt khi chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn và Trung Quốc giận dữ về chuyến thăm đảo Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8. Thủy phi cơ đặc biệt của Nga bảo vệ bán đảo Crimea theo The Drive, những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các thủy phi cơ B-12 với tuổi đời hơn 60 năm của Hải quân Nga đã liên tục thực hiện các chuyến bay tuần tra dọc bờ biển bán đảo Crimea gần đây. Đây được cho là một động thái đề cao cảnh giác của quân đội Nga trước những lời đe dọa tấn công của Ukraine nhằm vào bán đảo này. B-12 chim bồng biển là một loại thủy phi cơ sử dụng động cơ cánh quạt do các kỹ sư thuộc Cục Thiết kế Beriev của Liên Xô nghiên cứu, chế tạo từ cuối những năm 1950 nhằm thực hiện các nhiệm vụ tuần tra bờ biển và chống ngầm. Chuyến bay đầu tiên của B-12 được thực hiện vào ngày 18 tháng 10 năm 1960 tại sân bay Tangarok, Liên Xô cũ. Nó xuất hiện trước công chúng vào năm 1961 tại triển lãm hàng không Xô Viết ở sân bay Tushino phía tây bắc thủ đô Moscow. Có 150 máy bay loại này đã được sản xuất, nhiều chiếc trong số đó vẫn còn hoạt động. Theo nhiều nguồn tin, hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đang sở hữu ít nhất 9 thủy phi cơ này trong biên chế. B-12 có cấu tạo cánh giống hình cánh chim mòng biển và đuôi có dạng ba nhánh. Viết cấu trên giúp máy bay có khả năng bay lượn dễ dàng đặc biệt là trong điều kiện hoạt động trên biển. Với chiều dài 30m, chiều cao 7,94m, cùng sải cánh 30m, B-12 có thể chở một phi hành đoàn 4 người và đạt vận tốc tối đa lên tới 530 km h Được trang bị hai phao nổi cùng hệ thống bánh xe được thiết kế để gập vào một cách dễ dàng, B-12 có thể cất hạ cánh không chỉ trên mặt nước mà còn tại các đường băng thông thường. Phần thân máy bay được chia làm 10 khoang với các vách ngăn kín giúp thủy phi cơ này nổi trên mặt nước ngay cả khi một số khoang bị bắn trúng. Bên cạnh đó, tầm hoạt động lên tới 3.300 km cùng trọng lượng cất cánh lên tới 36 tấn đã góp phần giúp thủy phi cơ này thực hiện rất tốt nhiệm vụ tuần tra, đặc biệt là tại vùng hải đảo hoặc các khu vực có đường bờ biển kéo dài như bán đảo Crimea. Vào đầu năm 2019, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành hiện đại hóa các thủy phi cơ B-12 có sẵn trong biên chế nhằm tăng niên hạn sử dụng cũng như năng lực tác chiến của máy bay này. Chiều ngày 16 tháng 8, một vụ nổ đã được ghi nhận tại kho đạn của Nga ở làng Meskoye, vùng Dzankoy. Chỉ ít giờ sau, nhiều tiếng nổ lớn đã dội lên từ một căn cứ không quân của Nga ở Gvadevskoye, Simferopol trên bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc đây là hành động tấn công phá hoại có chủ đích của các lực lượng thân Ukraine trong khu vực và khẳng định sẽ có những động thái đáp trả tương xứng. chuyên gia, cơ quan thực thi pháp luật của Campuchia bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm nhập nghiêm trọng. Theo tri thức VN, ngày 18 tháng 8, ông Thẩm Bá Dương, trợ lý giáo sư tại Viện Tội phạm học thuộc Đại học Đài Bắc cho biết Campuchia đã bị Trung Quốc thâm nhập nghiêm trọng và không có khả năng chống lại mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2021 do Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, một tổ chức uy tín quốc tế công bố Campuchia xếp thứ 157 trong số 180 quốc gia và khu vực trên thế giới, ngang bằng với Iraq và Zimbabwe. Tháng 4 năm nay, theo chỉ số ảnh hưởng của Trung Quốc, chỉ số thâm nhập được công bố, Campuchia đứng đầu về căn bản chính quyền nước này có thể được coi là bù nhìn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ năm 2016 đến năm 2018, Trung Quốc đã đầu tư gần 1 tỷ đô la vào thành phố Sihanoukville và hầu hết đều tập trung vào ngành công nghiệp trò chơi đánh bạc. Ngày 25 tháng 4 năm nay, phòng thí nghiệm dân chủ Đài Loan do học giả Thẩm Bá Dương và những người khác thành lập đã phát hành một báo cáo về ảnh hưởng toàn cầu của chính quyền Trung Quốc với chỉ số Trung Quốc, China Index. Hiện tại trang web đã có đánh giá đầy đủ về ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại 36 quốc gia. Ông Thẩm Bá Dương cho rằng Campuchia đã bị Trung Quốc thâm nhập nghiêm trọng. Đối mặt với một lượng lớn các mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này không có khả năng phản kháng. Trong đó, nghiêm trọng nhất chính là mức độ thực thi pháp luật. Ngoài một lượng lớn những tương trợ tư pháp giữa hai nước như dẫn độ, chống khủng bố, vân vân, sự thâm nhập của các băng nhóm đã lên đến tỉnh điểm trong 4 năm qua, bắt đầu từ Macau, chủ yếu là cờ bạc và ma túy. Hiện tại, trong số các đặc khu kinh tế chỉ riêng thành phố Sihanoukville của Campuchia có hàng chục khu vực với nhiều tên gọi khác nhau. Mỗi một khu vực có thể có ít nhất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn công ty lừa đảo và hầu hết đều do người Trung Quốc thành lập, cũng có một số là do người Đài Loan sở hữu. Ngày nay có 163 công ty trò chơi hợp pháp ở Campuchia, trong đó 91 công ty đặt tại Sihanoukville. Theo Nikkei Asia, tại Sihanoukville ban đầu họ chủ yếu hoạt động dựa trên ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến, nhưng trong những năm gần đây đã dần chuyển sang hoạt động lừa đảo và trở thành điểm nóng về gian lận của các nhóm tội phạm. Các vụ lừa đảo của tập đoàn Snake Campuchia liên tiếp truyền đi, nhiều người Đài Loan đến đó làm việc bị đối xử rất tàn bạo, bị tấn công tình dục, thậm chí bị mổ cướp nội tạng sống. Ông Thẩm Bà Dương cho biết, cùng với sự ra đời của hệ thống giám sát đô thị của Trung Quốc, đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc về bắt giữ người dân ở Campuchia là rất dễ dàng. Ở Campuchia, những người đến từ Hồng Kông, Đài Loan và người Duy Ngô Nhĩ đều đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực thi luật pháp tùy tiện như trốn không người. Ông phân tích, ở Campuchia, các băng đảng xã hội đen Đài Loan thuộc nhóm kinh doanh có nhiệm vụ khác nhau tại những nơi khác nhau, họ thiên về kinh doanh, lừa đảo nhiều hơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc quá dễ dàng can thiệp vào các việc thực thi pháp luật của Campuchia, có thể nói là dễ dàng nhất trên thế giới họ có thể can thiệp vào bất kỳ thời điểm nào trong vụ án. Ông Thẩm Bá Dương cũng tiết lộ, ở giai đoạn này Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không hoạt động thông qua thế giới ngầm mà qua một lượng lớn những người nổi tiếng trên internet cấp thấp. Vì vậy trong những ngày qua có rất nhiều video hô ứng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể nói đây là một tín hiệu rất quan trọng. Ông cũng tiết lộ cách thức thâm nhập vào Campuchia. Đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tung tin đồn ở Campuchia, sau đó tự bác bỏ tin đồn và tự gọi mình là máy nghiền tin đồn. Campuchia còn là một kênh rửa tiền quan trọng đối với quan chức Trung Quốc. Ông cũng tiết lộ, cuối năm ngoái một lượng lớn các cuộc tấn công vào tài khoản của ông Trần Thời Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan khi đó chủ yếu đến từ Campuchia, hơn 700 cuộc. Đài Loan thậm chí có thể có những người hỗ trợ địa phương sinh sống ở Campuchia. Trong năm qua, cảnh sát Đài Loan đã phá vụ lừa đảo 82 người đến Campuchia chỉ riêng của một tập đoàn vượt biên trái phép, lợi nhuận thu được từ vụ lừa đảo này vượt quá 20 triệu đài tệ, khoảng hơn 660.000 đô la. Theo ước tính sơ bộ của Cục Cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ Trung Hoa Dân Quốc, có thể hàng ngàn người Đài Loan là nạn nhân. Những người trong ngành cho biết việc lừa đảo đi Campuchia kiếm việc làm lương cao hiện nay đã được công nghiệp hóa hoàn toàn. Ứng dụng TikTok trên iOS có thể lấy cấp mật khẩu, tài khoản ngân hàng. Thưa quý vị, trong lúc dùng ứng dụng TikTok trên nền tảng iOS, khi người dùng nhấn vào một đường link, nội dung của trang web sẽ được mở bằng trình duyệt web được tích hợp trong ứng dụng thay vì trình duyệt mặc định trên thiết bị. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu bảo mật người Mỹ Felix Krauser, TikTok đã chèn vào trình duyệt web của mình những đoạn mã JavaScript có chức năng theo dõi toàn bộ nội dung người dùng gõ trên bàn phím, cũng như các vị trí mà người dùng nhấn vào màn hình của thiết bị. Nghĩa là nếu người dùng truy cập vào một trang web từ ứng dụng TikTok trên iOS, mọi nội dung người dùng gõ vào trên trang web hoặc những vị trí người dùng nhấn vào màn hình sẽ được TikTok thu thập. Điều này đồng nghĩa với việc nếu người dùng điền mật khẩu đăng nhập vào trang web hoặc điền thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, TikTok có thể thu thập được các thông tin này. Ông Felix Krauser chia sẻ về phát hiện của mình. Từ góc độ kỹ thuật, điều này tương đương với việc cài đặt một phần mềm Keylogger, phần mềm gián điệp theo dõi nội dung gõ trên bàn phím vào thiết bị của người dùng. Sau khi thông tin được Felix Crozer công bố, đại diện của TikTok đã phủ nhận cáo buộc và cho biết những đoạn mã JavaScript chèn vào trong trình duyệt tích hợp của TikTok chỉ nhằm mục đích sửa lỗi, phát hiện các sự cố cũng như giám sát hiệu suất hoạt động của ứng dụng nhằm tăng trải nghiệm của người dùng. Đại diện TikTok cho biết trong một thông cáo đưa ra, Giống như nhiều nền tảng mạng xã hội khác, chúng tôi sử dụng trình duyệt web tích hợp riêng cho ứng dụng để mang đến cho người dùng trải nghiệm tối ưu nhất. Tuy nhiên, đoạn mã JavaScript được phát hiện chỉ nhằm mục đích gỡ lỗi, khắc phục sự cố và theo dõi hiệu suất hoạt động của trình duyệt, chẳng hạn như kiểm tra tốc độ tải trang hoặc xem ứng dụng có bị treo hay không. Chúng tôi không thu thập thông tin gõ phím hoặc nhập nội dung văn bản thông qua đoạn mã được trang bị trên trình duyệt. Cũng như TikTok, Facebook và Instagram là hai nền tảng mạng xã hội cũng được tích hợp trình duyệt web riêng vào ứng dụng để mở các trang web. Đáng chú ý, Felix Krauser cũng đã phát hiện thấy trong trình duyệt web tích hợp của Facebook và Instagram có trẻ những đoạn mã JavaScript để thu thập thông tin người dùng, tương tự như trên trình duyệt web tích hợp của TikTok. Tuy nhiên, trong khi Facebook và Instagram cho phép người dùng chọn một trình duyệt khác trên smartphone để mở các trang web, thì với TikTok, người dùng không thể lựa chọn để thay thế trình duyệt web tích hợp trên ứng dụng. Đại diện của Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram cho biết việc đưa mã theo dõi và trình duyệt web tích hợp của ứng dụng tuân theo lựa chọn của người dùng về việc họ có cho phép ứng dụng theo dõi hoạt động của mình hay không. Các dữ liệu do Meta thu thập sẽ được sử dụng cho mục đích quảng cáo phù hợp với sở thích và sự quan tâm của người dùng. Cuba gửi hàng trăm bác sĩ tới Ý Cơ quan truyền thông nhà nước Cuba là Cuba Debate đưa tin Cuba sẽ gửi gần 500 bác sĩ tới vùng Calabria ở miền nam nước Ý, bắt đầu từ tháng 9 tới. Đây là một phần trong chương trình rộng hơn nhằm gửi đội ngũ y khoa dư giả của Cuba đến các quốc gia có nhu cầu. Khoảng 40 quốc gia trên khắp năm châu, bao gồm Ý, đã tiếp nhận các y bác sĩ Cuba trong suốt đại dịch COVID-19. Tiếp sau đây là phần tin trong nước. Dân nâm nớp lo sợ khi sống trong nhà nứt toát cạnh metro ngầm nhổn ga Hà Nội. Trên đường Kim Mã, quận Ba Đình, khu vực sát với nhà ga S9, nơi đầu tiên của tuyến đường sắt metro nhổn ga Hà Nội bắt đầu đi ngầm, một số ngôi nhà có hiện tượng nghiêng, lún và nứt. Theo thống kê, có 50 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc thi công ga ngầm dự án nhổn ga Hà Nội dài 4 km từ ga S9 tới S12, trong đó có 7 hộ phải giữ bỏ nhà, 43 hộ chuyển đi nhưng sau đó chuyển về. Bị ảnh hưởng nặng nhất là ngôi nhà số 431 đường Kim Mã. Bà chủ nhà Nguyễn Thị Định, 53 tuổi, cho biết từ năm 2019 căn nhà đã có hiện tượng lún, nứt, hiện cửa không thể đóng kín. Dưới tầng hầm, các vết nứt lún thấy rõ nhất. Những cột chống đỡ chính lộ phần thép, ngôi nhà nghiêng hẳn sang một bên. Theo bà Định, chính quyền địa phương và nhà thầu dự án từng mời đơn vị độc lập đánh giá tình trạng ngôi nhà. Kết luận là nhà đang ở mức cực kỳ nguy hiểm, phải di rời. Cách đó 3 km, căn nhà số 15 ngõ 51 phố Quốc Tử Giám, quận Đồng Đa cũng bị nghiêng, nứt toác. Để tránh sập, gia chủ tự bỏ tiền ra làm khung sắt chống đỡ ngôi nhà. Ông Lê Hữu Đa, 82 tuổi, chủ nhà cho biết ba lần kêu cứu nhưng mọi chuyện chưa được giải quyết ổn thỏa. Vợ ông, bà Thắm mới qua đời mà trong lòng vẫn nặng gánh. Năm 2021, khi căn nhà nứt lớn, chủ dự án chi 5 triệu đồng mỗi tháng để vợ chồng ông Đa thuê chỗ ở mới. Nhưng chỉ được 6 tháng thì dừng, ông bà buộc phải quay trở lại sống trong ngôi nhà nứt toác. Ông Đa cho biết, trước khi thi công, chủ dự án đã cho người tới đo đạc đánh giá mức độ. Thời điểm đó nhà tôi chưa bị gì, nhưng sau thì bị nứt, mức độ ngày càng nặng. Việc bị nứt có thể do ảnh hưởng của quá trình giải phóng mặt bằng, khoan đục âm ầm. Cũng theo ông Đa, lúc đầu chủ dự án thừa nhận nhà ông bị lún nứt do dự án, xong gần đây mọi thứ quay ngoắt khi họ nói lỗi là ở việc xây dựng nhà văn hóa. Ga S9 Kim Mã đang đắp chiếu chờ thi công. Nhiều người dân sống bên cạnh lo ngại thời gian tới khi dự án hoạt động trở lại, việc đào ngầm có thể làm ảnh hưởng tới nhiều nhà. Đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km ngầm. Dự án khởi công năm 2010, dự kiến hoàn thành 2015 tuy chậm tiến độ 7 năm, đến nay dự án mới đạt 75%. Tổng vốn đầu tư tăng gấp đôi so với ban đầu, lên hơn 34.000 tỷ đồng. Dự kiến sau khi vận hành, tuyến đường có tốc độ khai thác thương mại 35 km h 8 đoàn tàu cùng hoạt động, một đoàn tàu dự bị phục vụ giờ cao điểm, một đoàn tàu cứu hộ. Dự án được hỗ trợ bởi nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp AFD, Ngân hàng Phát triển Châu Á IDB, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu EIB và vốn đối ứng trong nước. Xét xử đại án Bình Dương, cựu bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị đề nghị 9 đến 10 năm tù. Chiều ngày 19 tháng 8, Viện kiểm sát nhân dân đã luận tội, đề nghị mức án cho các bị cáo trong đại án Bình Dương về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản. Có tổng 28 bị cáo trong vụ án, trong đó 22 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Bình Dương bị đề nghị từ 14 đến 15 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, 15 đến 16 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp 29 đến 30 năm tù. Trần Nguyên Vũ, cựu tổng giám đốc tổng công ty Bình Dương, 12 đến 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, từ 12 đến 13 năm tù về tội tham ô tài sản tổng hợp 24 đến 26 năm tù. Huỳnh Thanh Hải, cựu thành viên hội đồng quản trị tổng công ty Bình Dương, từ 10 đến 11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, từ 11 đến 12 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp 21 đến 23 năm tù. 22 bị cáo còn lại nhận mức án đề nghị từ 3 cho đến 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Một điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.